Cũng giống như bao bạn trẻ khác rời quê mưu sinh trên đất khách, anh Nguyễn Thành Giang và nhóm bạn cùng khởi nghiệp với mình sau khi kết thúc 4 năm trên giảng đường, được chọn cho mình một hướng đi riêng. Dù ai nấy cũng đã có công việc ổn định, thế nhưng tất cả vẫn đau đáu về những ngày mới đặt chân lên mảnh đất Tây Đô, học tập, chân ướt chân ráo được anh chị đồng hương giúp đỡ. Vì lẽ đó, những người trẻ này mang trong mình một ý tưởng khởi nghiệp khác hẳn với những bạn trẻ khác, không chỉ làm giàu đơn thuần, mà còn phải có ý nghĩa cho cộng đồng, giúp đỡ cho các bạn sinh viên khó khăn. Dự án Sữa Sen 66 chính là mục tiêu gần của nhóm bạn này để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn nữa từ sản phẩm sữa. Vốn đầu tư ban đầu thì tụi mình bỏ vào cái dự án này thì ở tầm khoảng 20 đến 25 triệu. Hiện tại thì nhóm mình gồm 5 thành viên, bao gồm trong đó thì có mình, một bạn làm về du lịch, một bạn làm về luật, một bạn đang đi du học ở Nhật, một bạn đang là sinh viên. Nguyên liệu được tinh chọn từ quê nhà tại huyện Lấp Vò, trung bình cứ mỗi tuần, anh Giang sẽ về quê mua gương sen và củ ấu một lần. Nói về công thức nấu sữa sen và sữa ấu, anh Giang cho biết, ban đầu cũng thất bại rất nhiều lần. Qua nhiều lần thử nghiệm đã cho ra được hương vị sữa sen, sữa ấu đặc trưng như hiện tại. Để thức uống bắt mắt hơn, anh Giang đưa thêm thức ăn kèm trong sữa như các loại thạch, hạt sen. Trung bình mỗi ngày bán từ 30 đến 40 chai sữa, phần doanh thu này sẽ được chia đôi một phần, dùng vào việc chi phí hàng ngày. Phần còn lại, đóng góp vào quỹ sen kết nối để giúp đỡ cho các bạn sinh viên khó khăn trong Liên Chi Hội Sinh Viên Đồng Tháp tại Trường Đại học Cần Thơ. Và trong định hướng lâu dài của mình thì sẽ sử dụng một phần lợi nhuận để mà quyên góp vào cái quỹ sen kết nối để mà hỗ trợ học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Cái quỹ này thì hiện tại là nó bị chết rồi, tại vì lúc trước là mình hoạt động thì mình xây dựng lên cái quỹ này, nhưng mà sau khi mình dừng hoạt động và mình ra trường thì mình không có duy trì được cái quỹ đó. Và hiện tại thì với cái mong muốn là vừa kết hợp kinh doanh vừa vận động cho cái quỹ đó, thì mình hy vọng là cái quỹ đó sẽ trở lại trong thời gian không xa. Khởi nghiệp buổi đầu sẽ không tránh khỏi khó khăn, và nhất là trong câu chuyện chi trả chi phí. Trong thời điểm dịch bệnh, họ còn gặp thử thách mới và quán buộc phải chuyển sang bán online. Thế nhưng dự án này vẫn không hề lùi bước. Sữa sen này nó vừa rẻ mà nó vừa ngon, với nó giá nó hợp với sinh viên. Với giá bán chỉ từ 15.000 đồng, thực khách không chỉ được thưởng thức đặc sản chính hiệu Đồng Tháp mà còn đóng góp vào quỹ sen kết nối và tạo thêm thu nhập cho các bạn sinh viên làm thêm. Hy vọng dự án kinh doanh mang tính kết nối cộng đồng của nhóm bạn trẻ giàu nhiệt huyết này sẽ còn vươn xa hơn nữa.